đất thổ vườn Nhân Trạch, xã Vĩnh Thanh, Nhân Trạch, Đồng Nai, kết nối đường vành đai 3 và cao tốc Bến Lức Long Thành. Đường bê tông vào đất, cách đường Hùng Vương chỉ 300m, diện tích từ 600m2 đến 1.800m2. Khu vực dân cư sung túc, tiện ích đầy đủ, sẵn sổ hồng riêng, anh chị có thể an tâm về pháp lý. Vị trí đất nằm trong quy hoạch an toàn, có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thích hợp cho anh chị đầu tư, an cư, tích sản hoặc xây dựng kinh doanh nhà trọ, nhà vườn nghỉ dưỡng, thậm chí có thể xây dựng nhà xưởng, trang trại nhỏ. Kết nối giao thông liên vùng hoàn hảo, từ vị trí đất dễ dàng kết nối đến cao tốc Bến Lức Long Thành, đường vành đai 3, đường 25C, khu công nghiệp Ông Kèo, Bào Sen, khu công nghiệp Nhân Trạch. Đặc biệt, đây là thời điểm vàng để anh chị có thể tự tin xuống tiền với giá tốt nhất. Chỉ từ 3,7 triệu một mét vuông đất vườn có quy hoạch an toàn, đường bê tông vào đất tại xã Vĩnh Thanh. Hãy kết nối với chúng tôi để nhận thông tin đầy đủ về từng sản phẩm nhé. Cảm ơn anh chị đã đồng hành.